tại sao Tú lại đẹp như vậy? Nói cho đúng nha, mày hay qua nhà tao ăn cơm đó. Sao Tú? Không lẽ bây giờ nhờ ăn cơm nhà Thu Trang mà em đẹp sao Tú? Tụi em bị cái gì vậy? Hả? Tụi em bị thế lực gì kìm hãm tụi em lại để phải nói là những lời đó? Em chưa có trả lời. Ok, mời em. Nói đi. Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo nó phải có căn nha. Xạo mà không có căn cứ vậy tao tán rớt mất kiếm nha. Đâu đâu, anh với Trấn Thành đâu lấy nhau được. Nguyên một cái nguyên cái khói. Khói này quá hả? Wow. 6 sao của bên sushi em làm bên cái này thời em còn đang đi học bên Hà Lan. Là sushi trứng với xà lách. À, em phải làm bột, tức là làm trứng không phải là trứng đập ra mà làm bột xong rồi khi mà mình chiên lên để cho ra trứng. Ra trứng nó xong đó đây. À ra vậy. Hèn chi Diệu Nhi khen món này hoài, nhắc anh hoài chứ. Rồi xong. Xong. Anh nhắc cái chữ đó giờ im luôn nè, giờ ngồi im tới cuối trình luôn nè. Em nói mệt. Em mệt. Hai đứa có cách gì đứng xa xa anh một tí không? Hả? Em thích đứng gần không anh. Phải, à. Hai cái được. Thằng ăn cái gì mà nó đẹp lòng lộn. Anh Thành nói em. Thành ơi, hay là bây giờ em sửa được không Thành? Thay vì hai cái thằng thì em nói luôn ba cái thằng cũng được. Không, chỉ có hai thôi. Bỏ đi anh Nghĩa. Dạ. Cái này. Trang, nếu mà nói ba phải nói vậy nè. Hai cái thằng đẹp mà sao ba nó xấu dữ vậy? Có ba trong đó. À, Vinh ơi. Dạ. Tại sao con đẹp như vậy? Dạ, con đẹp là một phần là con giống ba Tiến Luật và con giống mẹ Thu Trang à. Đừng đi. Xạo xử. Xạo xử. Cái thằng này ngang là nó xạo lắm ha. Nó vô và chưa gì là nó mồm miệng rồi đó. Tú ơi, tại sao Tú lại đẹp như vậy? Nói cho đúng nha, mày hay qua nhà tao ăn cơm đó. Sao Tú? Không lẽ bây giờ nhờ ăn cơm nhà Thu Trang mà em đẹp sao Tú? Tụi em bị cái gì vậy? Hả? Tụi em bị thế lực gì kìm hãm tụi em lại để phải nói là những lời đó? Em chưa có trả lời. Ok, mời em. Nói đi. Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo nó phải có căn nha. Xạo mà không có căn cứ gì tao tán rớt mất kiếm nha. Đâu. Anh với Trấn Thành đâu có lấy nhau được. À, nội mà vô mà đeo cái mắt kiếng mà Trường quay là tôi thấy sai rồi. Không sao. Có thấy đường đi không? Thời trang của ta vậy mà. Chọn người ta đi hát đúng hay hát trật. Mà đeo cái mắt kiếng là mờ con mắt là thấy cái gì nữa mà chọn. Đúng chưa? Lát em chọn em. Làm thêm sai chưa? Không có sao hết trơn em ơi. Mình đẹp mình có quyền. Xin nó cũng có cái mắt kiến nó gắn xong nhưng mà nó em. Thông minh nó để ra ngàn sau cái mẫu ác của nó. Ủa mà dạng chi cho nó mệt vậy? Đẹp có quyền. Dạ đúng rồi, mẹ con nói là đẹp có quyền. Trời đất ơi. Mẹ con Gin là thân với Thu Trang, còn Tú là thân với Tiến Luật. Tôi thấy ăn dầm nằm về với Tiến Luật. Ăn nằm chung rồi á hả, ăn ngồi chung, ăn hát đứng chung, hát hò quay clip rồi ngồi xoa đầu hói nữa. Có xoa cái đầu hói nè. Trời ơi. Em ơi sao em dại dột vậy, em xem dám làm cái chuyện đó xoa cái đầu hói. Ê nó biết trước nha, bệnh hói nó cũng lây đó nha cưng. Ủa vậy hả? Ờ xoa hơi bị lây đó. Bé không biết sao mà mê Tiến Luật dễ sợ. Tôi không biết là thời gian nữa Thu Trang có giữ được chồng hay không. Thôi bây giờ vậy, mời hai em nha, cũng đều là những người quen biết cả, hãy chọn đi. Các em muốn về đội nhà ai nè? Chị không cần em đâu Kim. Từ đầu tới giờ em không hề để ý gì đến chị hết. Em chỉ hướng về mẹ của em. Phải thôi. Em mẹ mẹ em... ta tao hướng về chứ tao hướng về bà. Mà nói chuyện nghe ngược à. Đó bởi vậy đó, anh hỏi vậy đó, ăn nói vậy đó, hỏi sao nào không bỏ rơi. Không ơi, số này Tú với Gin về luôn đội này được không? Tại vì thật sự không, đây thật sự là trong phim là Gin đóng vai mẹ con với là Trang, còn bên ngoài á là Tú cũng kêu Trang với Luật bằng ba má luôn. Trời đất ơi, sao em đẻ nhiều vậy hả Trang? Bây giờ này này, riêng cái số này tôi ý kiến vậy được không nè? Thu Trang qua đi ngồi, để hai đứa đẹp ngồi bên kia luôn. Rồi, hai đứa đẹp ngồi kia thì dìm Thành xuống sao? Đúng rồi. Ê, nói gì vậy? Tôi tệ lắm hả trời? Ê, cái gì vậy? Không, em không có tệ, em không có tệ. Nhưng mà hai đứa nó đẹp quá, mình không có phủ nhận được em ơi. Nó đẹp là chuyện của nó. Nó đẹp nhưng em đọc, ok? Rồi vậy hả? Các bạn nên nhớ, nét đẹp nằm ở trong tâm hồn, chứ không phải là bề ngoài. Nhan sắc không phải là tất cả. Đúng.
Thời gian sẽ làm nét đẹp lu mờ, nhưng tâm hồn nếu giữ đúng thì càng ngày càng tươi sáng. Hãy nhìn đi, ngày xưa đẹp biết bao nhiêu. Không, em thấy là bây giờ chị Ốc vẫn đẹp mà. Em nói đúng, chị nghĩ là chị nên tự tin với bản thân mình đúng không? Còn anh à, em nghĩ rằng anh nói đúng luôn. Đời bởi vì đi. Cái gì cũng có thể thay đổi trừ chiều cao của anh. Đúng. Thôi cho hai đứa nhỏ nó chọn nè. Jin, Tuấn Kiệt. Dạ, nãy em tuy là chị Ốc đẹp thiệt nhưng mà nãy chị Ốc bảo là không có cần em nữa nên em về, chắc em về với đội mẹ của em. Đứng đây, Tú, bây giờ em chọn đi, em muốn về đội của ai? Em cũng có thể chọn về cùng một đội, lúc đó người ta sẽ chọn ngược lại hai em. Xua đuổi đi chi, đừng lát nữa bắt đầu cái người ta nói về đây luôn cho mấy người. Giờ em muốn sao? Dạ. Tú, anh em cũng thân mà đúng không? Em muốn về đội chị Trang. À đó, vậy là hai bạn này đều muốn về đội bên đây hết. Dạ thưa quý vị, lần đầu tiên trong chương trình Giọng Ải, tôi đã nói rồi, tôi xua đuổi người ta chi cho mang nhục. Đúng, lần đầu tiên mà trong chương trình này có hai khách mời muốn về cùng một đội. Và bây giờ thì mời đội của Thành với Trang có quyền chọn ngược lại khách mời của chúng ta. Đây nè, để phân tích trước khi Thành với Trang chọn nè. Bây giờ chỉ chọn được một người đúng không? Thì người còn lại sẽ bị nhục. Đúng không? Chưa ghẻ ra là nhục lần một. Sau khi đó phải về đội đây đúng không? Đúng không? Bị cha đạp nữa. Nhục lần hai. Để coi được bao lâu. Được bao lâu? Vậy thì bây giờ thế này, trời cho không bằng trò chơi, quảnh tù xì, phương pháp dân gian, ai thắng về bên đây. Thôi quảnh tù cái xì đi. Thua nhẹ nhàng, lết nhẹ bên kia, năn nỉ quỳ lại. 1, 2, 3 thắng. Em được về đội của Trấn Thành, Thu Trang. Còn em sẽ về đội của đó, hai nhân vật kia đang dòm em với cánh mắt hình 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 mỹ ra mặt. Chết rồi Ghiên ơi, tội nghiệp con quá. Thương Ghiên quá, trời ơi. Nó rất mạnh nhất đó. 3, 2, 1 đó là Ủa con có thương chú Tú không vậy? Dạ con coi trên Gia Đình Là Số 1 á. Đúng rồi, trời ơi, người ta có nghiên cứu về nhân vật đàng hoàng. Nhưng mà thực sự cái bắp chân đâu? Nói đi, nó phải nói lại là không đùa được quả bắp chân này. Không đùa được. Không đùa được quả đấy anh ạ. Nó vặn vơ, nó to. Ủa con, nó... cái đó là đồ thể thao hả con? Dạ đúng rồi. Sao mà nó dài như cái đầm ngủ vậy? Cái style nó như vậy mà. Style kiểu rộng rộng á. Áo oversize. Rồi. AT là gì, ăn tiền hay ăn thịt con? AT là gì con? Anh Tú, anh em nói thẳng là anh Tú. Đúng không con? Lát hồi nói ăn là thịt. Là anh Tú thế. Là anh Tú đấy. Và bây giờ đến với một bộ đồ mà em nghĩ là thời trang nhất. 3, 2, 1 Là con gái phải xinh. Cô Sam là đi chơi nhiều quá bị người ta trói chân lại phải không con? Dạ không, những người nào mà có đôi chân thon và đẹp như cô Sang á sẽ được mặc mang những cái đôi giày như thế này, nó sẽ là nổ cái chân lên. Cô Sam đang cầm cái gì trên tay thế? Đó là trà sữa. Trà sữa, trời ơi. Bé biết là em mê trà sữa. Con bé nó biết hết, nó tìm hiểu hết. Riêng tôi là nó cắt tóc ha. Dạ không phải, chỉ là khi mà đội nón vào con nghĩ chú sẽ vuốt cái tóc lên đây và đội vào á. Ôi thông minh quá nhỏ. Còn nói gì nữa, vỗ tay thưa quý vị. Tôi thiết nghĩ là quý vị cũng không cần phải lăn tăn gì trong đầu, bởi vì con gái em giờ em là thấy là con gái em rồi. Con là người nước nào chính xác? Con là người Đức. Đức. Đây chỉ cho nè. Hồi nãy nghe nói có cái ông kia, ông sống bên Đức ghê gia lắm. Đình, dòng họ. Gia đình dòng họ Đức, chú bác cô Đức hết rồi xong. Không có họ đó đâu. Sợt ngay xem cái tên Sicilia là nước Thủy nào? Điển. Thủy Điển. Tại vì nhà em là người bên Đức. Đây nè, con nghe nè, con nghe nói tiếng Đức nè. Chú, hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Nói tiếng Đức cho nhau nghe. Ich hasse dich, ich nicke danke, ich. Hay quá. Chứ không phải,
Con nghe nó không có giống như tiếng Đức một chút nào hết đó. Không có giống như tiếng Đức một chút nào. Nói một câu nào là tiếng Đức. Bất cứ một câu nào. Danke schön. Danke schön là cảm ơn. Quan trọng là con hãy nhìn những bộ đồ của cô chú bận ngày hôm nay. Chỉ cần nhìn đồ thôi con. Con nhìn đồ chú Tú mặc rồi đó. Không đơn giản. Con gái ơi, bây giờ con lựa chọn loại nha. Rồi, bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Gọi nấm bào ngư, đậu hũ chiên giòn, cà rốt, ớt chuông, dưa leo và hành lá thanh long. Đọc cho mình nghe luôn đi. Chậm. Nước suối, nước lèo. Đúng rồi, đúng rồi. Gái em nước đúng rồi, nước suối, nước lèo. Nấm bào ngư, ớt chuông, thanh long, hành lá, đậu hũ chiên giòn. Chanh dây, bào ngư, thanh long, hành lá. Gỏi nấm bào ngư. Gỏi. Đúng rồi. Nấm. Rồi tiếp đọc một lèo đi. Bào ngư, đậu hũ chiên giòn. Lèo đi. Cà rốt, ớt chuông, dưa leo và hành lá, thanh long. Gỏi. Làm gì? Nấm. Gỏi nấm bào ngư. Gỏi nấm bào ngư. Đậu hũ chiên giòn. Cháo hột vịt lộn. Gỏi nấm bào ngư, cháo hột vịt lộn. Đậu hũ chiên giòn. Hả? Đậu hũ chiên giòn. Đậu hũ. Cháo hột. Đậu hũ. Đậu. Cháo. Đậu. Cháo. Đậu. Không. Đậu. Có. Cháo. Đậu. Nấu. Đậu. Nấu. Đậu. Nấu. Đậu. Không. Gâu. 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 Đậu. Đậu hũ. Đậu chiên giòn. Đậu hũ chiên giòn. Nước lèo. Nước suối. Nước lèo. Nước suối. Nước lèo thò lò. Nước lèo thò lò là cái gì? Hành lá. Thà là. Hành lá. Thành là. Hành lá. Hành lá. Thế thôi. Thế thôi. Ok. Mệt rồi, đọc lỗi mệt rồi. Nước lèo. Nước lèo. Nước lèo. Nước lèo. Nước lèo. Nước lèo. Ở đâu ra nước lèo? Anh lấy đó. Anh lấy nước lèo được không? Đúng rồi, nước lèo. Anh chỉ lấy đây thôi. Bào ngư. Bào ngư. Tỏi kìa. Tỏi kìa chị ơi. Tỏi. Đúng rồi. Tỏi, đúng rồi. Tỏi. Lấy tỏi làm gì? Không có tỏi. Không có tỏi hả? Có tỏi. Ôi kì lột. Không. Đậu hũ chiên giòn. Đó bắt đầu rồi, bắt đầu lủng củng rồi nè. Hột vịt lột. Hột vịt lột. Ớt chuông. Vậy đó. Ấy. Ớt. Con ếch. Con ếch. Con ếch nhảy. Ớt đây. Làm gì có ớt? Làm gì có ớt? Không có ớt. Cái khác. Hả? Ớt. À. Hết rồi. Ok. Hết rồi. Ok. Ê. Nấm bào ngư. Không có nấm bào ngư. Không có. Nấm. Lấy bất cứ loại nấm nào cũng được em ơi. Lấy cái gì không biết lấy đại nha. Bất cứ loại nấm nào cho anh. Chốt nấu. À nấu luôn phải không? Nấu luôn. Vào luôn. Nấu món gì vậy? Bắt nước luôn anh trai ơi. Ủa em nghe là gỏi mà sao lại nấu? Bỏ nước. Nước vô luộc. Ta lấy nước lèo của người ta đừng có phá. Chả nghe gì cả. Luộc tỏi. Tỏi. Luộc. Luộc. Chương trình kia. Mày điên à? Không đúng mà. Đúng rồi. Nhanh lên rồi, hết thời gian rồi, nhanh lên. Gỏi mà sao luộc? Luộc nấm mềm ra. Bây giờ là nấu món yêu thích của bé rồi. Đậu hũ chiên sao luộc? Anh điên à. Trời ơi, cho đồ hàng rồi kìa. Ok, thơm. Nấm chiên sốt tương nha mấy bạn nha. Cái bên này cũng có nấm mà. Cậu bên kia gọi nấm đông cô hả? Trong món này thì có những nguyên liệu gì vậy? Cái này anh sử dụng bột tempura để làm. Bột gì anh? Tempura. Ừ. Nghe là Paris liền ha. Này Nhật mà. À dạ. Nhật. Các bà nội. Nhật. Cái mấy cái tempura là nhà sushi Nhật rồi đó. Không sao, thì nước mình ngoài, nước ngoài có nước ngoài. Dạ. Còn bên kia, bên đây Nhật, còn bên kia như Nhật Tảo. Ăn gì em? Tại gạo lứt. Mè trắng. Gạo lứt với mè tốt lắm. Đúng rồi. Thường low carb thì người ta hay dùng vậy. Tí muối, tiêu. Là bữa nay tụi em ăn thực dưỡng hả? Thật ra là món đó là món chay. À. Món chay thì không phải là một phần thực dưỡng. Thực dưỡng thì hầu như là gạo lứt ở trong đó hoặc là khoai lang. À.
Bỏ đá vô. Để lát nữa chút nữa mình sẽ, thay vì mình bỏ nước á, mình trộn bằng đá thì nó sẽ làm cho cái món của mình chiên nó ngon hơn. Cho chú cho lần đầu tiên thấy trộn bột mà bỏ nước đá vô. Trong này có táo đó nè. À, có táo nữa. Táo này là mình cũng nhập ở bên New Zealand. New Zealand. New Zealand. Các bạn thấy là táo sau khi mà sắc sợi xong là chúng ta ngâm với đá nữa nè. Ừ, nó mới giòn được. Mình chiên chiên nấm trước. Nấm kim châm. Nấm này ngon lắm, khi mà em chiên lên nó có cái mùi ngọt ngọt, rất là dễ chịu. Trong cái bột này là có những thành phần gì anh? Bột ở trong này nó có một ít nước ép táo nè. Nước ép táo. Một ít muối. Rồi ở trong này sẽ có đá, thành phần đá và cái bột tempura là bột mì Nhật á. Thường là mua ở shop Nhật mới có. Còn mình sử dụng bột chiên giòn của mình nó sao không có nổi được vậy đâu. Dạ. Nguyên một cái nguyên cái khối. Khối này quá hả? Wow. 6 sao của bên sushi em làm bên cái này thời em còn đang đi học bên Hà Lan. Là sushi trứng với xà lách. À, em phải làm bột, tức là làm trứng không phải là trứng đập ra mà làm bột xong rồi khi mà mình chiên lên để cho ra trứng nó xong đó đây. À ra vậy, hàng chi Diệu Nhi khen món này hoài, nhắc anh hoài chứ. Rồi xong anh nhắc cái chữ đó giờ im luôn nè, giờ ngồi im tới cuối chương trình luôn nè. Em nói mệt. Em mệt.